Konnichiwa, xin chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm bánh mì từ bột gạo. Ở clip trước mình có làm bánh mì từ gạo sống và đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu để làm bánh mì từ bột gạo. Và đây là thành phẩm bánh mì được làm từ bột gạo. Chỉ nhìn sơ qua thì không thể nào phân biệt được đâu là bánh mì được làm từ bột mì, đâu là bánh mì được làm từ bột gạo. Công thức được làm từ bột gạo thì có phần đơn giản hơn. Cách làm như thế nào thì mời mọi người vào xem và cùng làm nha. Để làm bánh mì hôm nay, nguyên liệu của mình cần có. Thứ nhất là bột gạo. Mình có 230g bột gạo. Đây là bịch bột gạo của mình sử dụng nè. Comeco là bột gạo. 230g bột gạo nha. Nguyên liệu thứ hai là đường, mình có 2 muỗng canh đường khoảng 20g. 1 muỗng cà phê men nở khoảng 4g. Đây là men nở của mình sử dụng nè, Instanto Isto là men nở nha. Và 1 muỗng canh dầu ăn khoảng 10g. Cuối cùng là nước, 290ml nước. Ca của mình nó có hai bên nè, một bên là ml, một bên là gam. Ở bên này là dùng để cân bột, nó có trọng lượng là gam nha. Và 1/2 muỗng cà phê muối khoảng 3g. Trước tiên mình sẽ cho bột, đường, muối, men cho hết vào đây. Rồi trộn đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Sau đó mình sẽ cho lần lượt nguyên liệu nước vào. Và khi cho nước thì mọi người đừng có cho hết một lần vào nha, chia ra hai lần cho vào. Vì lượng nước sẽ dao động, nếu như mà bột cũ thì sẽ hút nước nhiều và bột mới thì sẽ hút nước ít. Cho dầu ăn vào và trộn đều lên. Như vậy mình đã có được một hỗn hợp sệt như thế này. Tiếp theo mình sẽ dùng máy đánh trứng để đánh cho bột bông lên khoảng 3 phút. Vì là bột cho nên là mình bỏ qua công đoạn sai, mà không có sai thì mình phải dùng máy đánh trứng để đánh cho bột nó bông lên. Còn nếu như mà không có máy đánh trứng thì mọi người cứ dùng cái cây đánh trứng á, thì đánh tay khoảng 5 phút nha. Phải đánh bột như thế này thì bánh của mình mới được xốp mịn nha. Sau khi dùng máy đánh 3 phút thì bột của mình có độ sệt như thế này. Nếu như mà mọi người làm tới đây thấy nó lỏng quá thì thêm vào một ít bột. Còn nếu đặc quá thì cho vào một tí nước, đánh sệt lên như thế này. Mình sẽ dùng rubber đậy lại để cho bột nghỉ khoảng 10 đến 15 phút. Sau 15 phút thì mình sẽ lấy ra cho bột vào khuôn. Bột bánh của mình như vậy là men hoạt động tốt nè mọi người, nó nở mấy cái bọt to to như vậy. Rồi mình cũng chuẩn bị một cái khuôn. Khuôn này có size là 22 x 9 x 6.
Nếu như mà không có dây nến thì mọi người có thể thoa dầu hoặc là bơ thoa đều vào khuôn nha. Dàn đều bột ra rồi đậy tấm giấy bạc lên trên để cho bột không bị khô. Mình sẽ để bột ủ ở nhiệt độ phòng khoảng 20 phút. Ở nơi có thời tiết nóng thì men sẽ nhanh nở hơn. Mọi người nhớ là đừng có ủ quá thời gian nha. Sau 20 phút thì bột của mình nó nở ra được như thế này. Vì ở trong nhà mình bật điều hòa cho nên là nó vẫn chưa nở ra gấp đôi nha mọi người. Bột chưa nở ra gấp đôi cũng được. Đừng có để bột nở quá thì nó sẽ xẹp xuống luôn. Mình sẽ phun xịt một ít nước lên mặt bánh để cho bánh không bị khô nha. Rút kinh nghiệm từ lần trước, có nhiều bạn nói là sau 25 phút thì bánh nở rất là đạt. Nhưng mà khoảng 7 phút sau đó, trong khi chờ lò nóng lên thì bánh đã bị xẹp xuống. Cho nên lần này mình rút ngắn thời gian ủ bột lại là 20 phút nha mọi người. Hôm nay mình sẽ đậy giấy bạc lên khuôn như thế này để nướng bánh. Khi di chuyển khuôn bánh mọi người nhớ nhẹ nhàng thôi nha. Phải nâng neo bánh để nó không có vỡ bọt khí ra thì nó sẽ bị xẹp xuống. Bật lò nướng lên trước 10 phút cho lò nóng. Mình sẽ nướng với chế độ hẹn nhiệt 2 tầng 160 độ 30 phút. Sau 30 phút mình sẽ lấy bánh ra. Vì mình muốn phết lên trên bề mặt bánh một ít bơ để cho bánh không có bị khô. Nếu như mà mọi người không thích quết bơ lên mặt bánh thì có thể mở giấy bạc ra rồi nướng tiếp. Vì ở đây mình muốn phết lên trên bề mặt bánh một lớp bơ cho nên là mình phải lấy ra. Phun xịt lên một ít nước để cho bề mặt bánh không bị khô. Làm bánh với bột gạo thì bột gạo nó sẽ hút nhiều nước hơn là bột mì nên bánh rất là dễ bị khô. Lần này mình sẽ nướng với chế độ hẹn nhiệt 2 tầng 210 độ 15 phút. Và mọi người nhớ chỉnh nhiệt độ tăng hoặc giảm tùy theo lò ở nhà mọi người nha. Đây là bánh của mình đã nướng xong lần 2 rồi nè. Đó, nó vàng như thế này. Do là mình phết bơ lên trên bánh cho nên là nó mướt và không có bị khô. Bánh vàng ôm, ngon ghê chưa? Như vậy là thành công rồi. Bánh có độ mềm giống như là bánh mì sandwich vậy đó. Và bánh này thì mình phải để cho nó thật nguội rồi mới cắt nha mọi người. Cho bánh vào tủ lạnh để cho nó nguội lạnh luôn rồi mới cắt. Mình để khoảng 3 đến 4 tiếng trong tủ lạnh á để cho nó thật là nguội. Chứ mà nếu mà nó đang còn nóng như vậy mà mọi người cắt thì nó sẽ rất là dính dao, không có cắt được. Như vậy là đạt rồi ha. Mình chúc cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công nha. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Cơ Đồ CP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Sai go ma de mite kudete. Arigatou gozaimasu. Mata ne.